Xin kính chào toàn thể anh em và quý khách hàng. Mình là Trường Giang, chuyên kinh doanh các dòng xe tải, xe ô tô đã qua sử dụng tại Cần Thơ. Số điện thoại liên hệ của mình là 0939529686. Đến video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe tải Isuzu VKR 230 đời 2019, tải trọng 2,1 tấn, 50 thùng đông lạnh. Xe đóng thùng quyền nha anh em. Xe này là xe thuộc về siêu lướt, mới chạy có 800 km thôi. Mình sẽ quay tổng thể cho anh em xem trước. Xe này thì vừa mới lấy về hôm qua, chưa có rửa gì hết, xe rất là mới. Sáng giờ cử cà phê rồi đó. Gió dự phòng chưa dùng, xe như mới. Sẽ đi vào cái phần nội thất cho anh em xem chi tiết. Tám trăm mười bảy ngàn km. Đây, xe này mới lấy về chậu kho thôi, chưa có chạy hàng nha anh em. Sắc xinh. Mở cái thùng cho anh em xem. Đây đóng tháng 4, ngày 4 tháng 5 2010. Dỡ cái phần máy lên cho anh em xem.
Mình sẽ đề cái máy cho anh em nghe thử. Mình vừa review con xe Suzu 2 tấn 150kg. Anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ cho mình số điện thoại 0939529686. Hiện tại thì hai con xe này mình đang kêu giá là 605 triệu xem xe trực tiếp thương lượng. Hiện tại thì mình có hai con, một con thì chạy được 800km và một con chạy được 600km. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.